bạn đã quay trở lại với KK TV. Và tình hình là cái thằng chủ của KK TV bây giờ đi ăn đâu rồi? Bây giờ mình sẽ thay mặt anh ý để có thể review cho các bạn. Thứ nhất là tại sao lại có video này? Cái đầu tiên là hôm nay mình đi trên đường thì mình đã bị quẹt phải một cái ông đi xe máy. Bạn sẽ làm gì với cái vết rách vừa to đùng tổ hố này? Mình quyết định mang tính cách mạng. Thì là mình sẽ cắt cái tay áo đi để xem nó sẽ như nào. Xem thử nhá. Chúng tôi rất hồi hộp với cái khi mà bạn ấy khoác lên mình chiếc áo tank top này. Trước đây bạn đã học may vá hay là cắt tỉa gì không? Mình chưa, nhưng mà mình đã có kinh nghiệm mặc quần thùng bít rồi, nên là cái này chắc cũng vậy. Cảm thấy như là về cái thiết kế mới thị trường. Các bạn có thấy rằng đây chính là thành quả chúng ta. Quá tệ. Thôi nha. Những hình ảnh 18 cộng lên, che đi. Thôi thì đó là về cái trải nghiệm đầu tiên của mình khi mà mình tay cắt áo. Anh em sao? Lại có anh em thử chưa? Thôi bên dưới.